Các đặc sứ từ Hoa Kỳ và Triều Tiên họp bàn để san bằng những khác biệt phút chót trước thượng đỉnh lịch sử ngày 12 tháng 6 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore. Nhà ngoại giao kỳ cựu Sung Kim dẫn đầu phái đoàn Mỹ trong cuộc họp nhóm công tác hôm 11 tháng 6 tại khách sạn Ritz Carlton. Đoàn Triều Tiên do Thứ trưởng Ngoại giao Cho Song Hui dẫn đầu cuộc họp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa Mỹ và Triều Tiên về yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân đặt chân tới Singapore hôm 10 tháng 6, Tổng thống Trump bày tỏ tin tưởng vào cuộc gặp với ông Kim Jong-un. Ông Trump nói với báo giới khi bước xuống từ chuyên cơ Air Force One rằng ông cảm thấy lạc quan về thượng đỉnh ngày 12 tháng 6.